Cửa hàng Hoa Long mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con xin giới thiệu cho cô chú một số giò di hạt lục bình. Đây là di hạt đài nha cô chú. Nó có cánh màu tím nè và lưỡi mầm blue rất đẹp luôn. Di hạt lục bình cô chú. Và bên con chỉ có khoảng vài chậu thôi và một số kỳ của nó. Số điện thoại bên con là 0908 846 04. Địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Phi điệp lục bình nha cô chú. Hiện của Đài Loan. Đây là mã số 1 nha cô chú. Nó đang có 4 mầm nè. Và giá của nó là 1 triệu. Và ở gần gốc nó có một mầm nữa nè cô chú. Đây. Và nó có hai thân lớn. Một thân thì đã đứng ngọn và đang có kỳ nè. Đây, kỳ nó đang bắt đầu phúng rễ ra nè cô chú. Và nó có một cái thân nữa là nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Thân thì đang đi ngọn luôn nè cô chú. Đây là phi điệp lục bình. Và giá của dòng mã số 1 là 1 triệu chẵn nha cô chú. Nó đang có 4 mầm gốc với lại một mầm nhỏ đang lên. Và giá tiền của dòng này là 1 triệu. Và 4 cái mầm này nó dài được khoảng có 25 cm cô chú. Và cái thân dài nhất của nó là được khoảng 80 cm hơn. Gần 80 cm. Và cộng ngắn nữa là được khoảng 50 cm. Đây là giò mã số 1, giá tiền là 1 triệu nha cô chú. Giá hạt lục bình mã số 1, giá là 1 triệu. Mã số 1. Tiếp tục đây là mã số 2 nha cô chú. Và giá tiền của nó là 400 nghìn. Giò này bán lá nó rất là to và dày luôn nè cô chú. Đây niên ngọn rất là khỏe luôn. Lá xanh mướt luôn, không lỗi lá nào luôn cô chú. Và giá của nó là 400 nghìn. Đây là mã số 2. Giá hạt lục bình nha cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Một bên quán lá nó dài được khoảng 12 cm của chú, khoảng 12 cm. Đó. Và cái thân này là nó dài được khoảng 26 cm. Và giá của nó là 400 nghìn. Kích thước nó khoảng 4 cm nè. Bán lá rất là to và dày luôn của chú. Đây là mã số 2, giá tiền là 400 nghìn. Giá hàng lục bình. Và tiếp theo đây là mã số 3 của chú, giá tiền là 400 luôn. Một cọng một mầm là được khoảng gần 15 cm. Và nó có một cái thân mẹ của nó đang có kỳ nè một chút. Kỳ đều đó phúng rễ rồi. Và giá tiền của nó cũng là 400 nghìn luôn. Đây là mã số 3 nha một chút. Giá hàng lục bình và mã số 3 giá tiền là 400 nghìn. Lá rất là đẹp nè một chút. 400 nghìn mã số 3. Đây là mã số 4 nha cô chú, đang lên hai mầm rất là đẹp luôn. Mập u luôn cô chú. Bản lá rất là to luôn. Đây là mã số 4 nha cô chú. Và giá tiền của nó là 300 nghìn. Giá hạt lục bình vừa mã số 4, giá tiền là 300. Và hai thân này nó dài được khoảng 6-7 cm nè cô chú. Giá tiền là 300 nghìn. Đây là mã số 4. Rất là mập luôn nha cô chú. Đây là mã số 6 nha cô chú, kỳ giá hạt lục bình. Nó có 3 kỳ. Và giá tiền của nó là 200 nghìn. Nó dài được khoảng cỡ 60 cm nè cô chú. Đây là mã số 6, 200 nghìn. Đây là mã số 4 nè cô chú. Đây là mã 4. Kỳ này là mã số 5 nha cô chú. Mã số 5, giá tiền là 200. Và đây là mã số 7 cô chú. Cộng lớn thì được khoảng 10 cm. Hai thân còn lại được khoảng 5 cm. Đây là mã 6 đúng rồi chú, mã số 6 200 nghìn. Giá hạt lục bình mã số 6 giá tiền là 200. Đây là mã 6 nha cô chú, 200 nghìn. Và đây là mã số 7 của chú, nó cũng có một thân dài được khoảng 10 cm giống mã 6 nè. Và hai thân lại được khoảng 5 cm. Và giá của nó là 200 nghìn nha cô chú. Đây là giò mã số 7, giá hạt lục bình. Và kia nó đều bám rễ nè, bên trong nó cũng rất là bám rễ nha. Mã số 7, 200 nghìn. Tiếp theo đây là mã 8 nha cô chú. Nó có 3 kỳ là giờ khoảng cỡ 7 cm. Và giá tiền là 200 nghìn. Đây là mã số 8, giá hạt lục bình nha cô chú. Tiếp theo là mã 9 nha cô chú. Giá tiền là 200 nghìn. Hai thân được khoảng 7 cm, một thân được 4 cm. Mã số 9, 200 nghìn. Giá hạt lục bình nha cô chú. Đây là mã số 9, giá tiền là 200. Đây là mã số cuối cùng của chú, mã số 10. Một thân được khoảng 10, gần 10 cm. Hai thân lại được khoảng 6 cm. Đây là giò mã số 10, giá tiền là 200 nghìn. Giò lục bình mã số cuối cùng, mã số 10, giá tiền là 200 nghìn cho cô chú.